Nghề ủ ấm Sơn Vi, huyện Lâm Thao đã tồn tại hàng trăm năm nay, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Trong khi nhiều gia đình đã chọn nghề khác để mưu sinh, thì vẫn còn những người gắn bó với nghề, coi đây như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, với mong muốn giữ gìn di sản văn hóa của ông cha để lại. Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy là một trong ba hộ gia đình còn lưu giữ nghề làm ủ ấm Sơn Vi. Là nghề gia truyền với bốn đời làm nghề, bản thân bà Thúy có 43 năm làm ủ ấm, từng trải qua những giai đoạn khó khăn, tưởng chừng không thể bám trụ được. Thế nhưng vượt qua tất cả, bà Thúy vẫn giữ được lửa nghề, gắn bó và trân trọng ủ ấm như một phần máu thịt. Tôi cũng rất tiếc là nghề thì cũng nó cũng mai một dần nên là cũng tiếc. Cái công việc này thì tôi rất là yêu nghề nên là tôi vẫn giữ gìn cái bản sắc của dân tộc và cái nghề truyền thống của gia đình. Nên là tôi vẫn gìn giữ và tôi vẫn sản xuất đều hàng năm. Nên mỗi năm thì cũng sản xuất ra cũng vài trăm chiếc để cần ra xuất ra thị trường. Trừ những lúc vụ mùa bận rộn, thời gian nông nhàn, bà Thúy cùng các thành viên trong gia đình lại miệt mài với công việc làm ủ ấm. Ngôi nhà của bà Thúy giờ đây trở thành địa chỉ để những cụ già trong làng hàng ngày vì nhớ nghề mà lui tới ôn lại kỷ niệm. Những đôi tay thoăn thoắt, dăm ba câu chuyện xưa cũ trong tiếng cười rộn rã khiến bầu không khí làm việc trở nên vui vẻ, ấm cúng. Để đáp ứng được tiêu chí bền, đẹp, giữ nhiệt tốt, làm đậm đà cho những ấm nước chè, những người thợ phải kỳ công làm nhiều công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Cái công đoạn nào thì cũng quan trọng. Thế mà kể cả những cái lúc mà mình cài nan, mình dựng lên một cái khuôn thì phải cài nó đều, song song và đối chiếu với nhau để cho nó cân. Chứ nếu mà mình cài lần lượt thì là nó cũng không được, nó méo đi. Đấy là cái công đoạn, cái kỹ thuật của mình làm thì nó cũng phải có kỹ thuật của nghề. Khổ nhất là cái công đoạn vót cái nan này. Vót từng cái nan này lâu lắm. Thế mà nứa lại, các cái này lại phải luộc đi nhá. Đấy, cho nó khỏi mọt. Như thế cơ. Dù đơn sơ, mộc mạc, nhưng chiếc ủ ấm mang theo cả hồn cốt của làng quê Bắc Bộ, lưu giữ hương vị ngọt ngào của những chén chè quê. Cũng vì lẽ đó mà người làm ủ ấm được ví như người sưởi ấm tâm hồn cho mọi người. Trong cuộc sống với đủ thứ nghề để mưu sinh, bà Thúy và số ít người còn lại ở làng Sơn Vi vẫn âm thầm bền bỉ giữ nghề, góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo riêng có của làng cổ quê hương.